Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập này anh Khai Tây xin giới thiệu với các bạn một bộ đồ chơi sưu tập với một cái ý tưởng khá là thú vị và độc đáo. Đó là thu nhỏ lại những món đồ chơi nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như đây. Bộ figure 5 anh em siêu nhân Power Rangers. Có chút chéo rồi các bạn. Có chút chéo luôn. Kiểu đúng như là cái tiêu đề của cái video này mình đã đặt. Đồ chơi tí siêu cho kiến hay là gì ạ? Rồi đây là cả một cái bộ boy game Jumanji rất là nổi tiếng. Hả? Du gì? Jumanji. Cha mẹ ở nhà đi làm khổ cực, đóng tiền cho con học Anh văn suốt mười mấy năm trời. Nó tốt nghiệp đại học xong, nó ra nó đi làm. Nó phát âm là Jumanji nha các bạn. Jumanji. Nhưng mà phiên bản móc khóa. Rồi có luôn cả một cái máy game thùng chơi game tí hon luôn. Đây, nhỏ hơn một lòng bàn tay. Nhưng mà theo lời quảng cáo của hãng sản xuất thì là chơi được thiệt nha các bạn. Chúng ta có trò xếp gạch trong đây nha. Đây, nút bấm và cần gạch chơi được thiệt đàng hoàng luôn, không phải giỡn. Ngoài ra thì còn có hai cái pack Smooshy đây. Đây cũng là một dòng đồ chơi mà chúng ta đã review trên Control Station rồi. Cái này là cái phiên bản siêu nhỏ. Rồi bonus thêm những cái món dán ở trên tủ lạnh cũng là siêu nhỏ luôn. Thực ra thì mấy cái món này mình cũng đã mua từ rất là lâu rồi. Chắc hình như chắc phải năm ngoái, mua từ hồi năm ngoái hay sao ấy. Nhưng mà kiểu là săn được ở đây một món, ở đằng kia một món. Không có đủ đã để mà làm thành một cái tập như vậy. Cho nên là chờ đợi rồi nhiều khi mình quên luôn. Hôm nay chực nhớ ra. Nhưng mà đây là lần đầu tiên những món này xuất hiện trên kênh Toy Station. Cho nên là cũng có thể gọi là đồ chơi mới. Voila, chúng ta bắt đầu thôi. Sẽ bắt đầu với hai phát này ha. Đầu tiên cái dòng này có tên chính thức là World's Smallest. World là thế giới, Smallest là nhỏ nhất, dịch sát nghĩa là những cái món nhỏ nhất trên thế giới. Nhưng mà dịch đúng theo cái concept thì anh có thể nghĩ là những phiên bản tí hon à, kiểu vậy. Đây là một dòng đồ chơi đến từ một cái công ty sản xuất cũng khá là lạ. Phải thú thật với các bạn là lần đầu tiên tôi nghe đến. Có cái logo như thế này ha, chữ S rồi số 1, mới đầu mình tưởng là Season 1. Nhưng mà không phải các bạn, nó là viết tắt của chữ S. Chữ Y là SI, viết tắt của hãng Super Impulse 2019 của Mỹ. À thì tất nhiên ở đây các bạn sẽ thấy có chữ Made in China. Dành cho những bạn nào mà tới ngày hôm nay vẫn còn thắc mắc là ok, đôi khi anh Khơi Tây tại sao review những cái dòng chính hãng của Nhật hay là những cái dòng chính hãng của Mỹ nhưng mà lại có cái chữ Made in China. Thôi thì cất công giải thích cho các bạn lại một lần nữa luôn hen. Từ trước tới nay thì Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới bởi vì chi phí nhân công, mướn công nhân của họ để sản xuất rất là rẻ. Thậm chí là một hãng sản xuất của Mỹ, họ sẽ đặt nhà máy hoặc là đặt hàng một cái nhà máy ở bên Trung Quốc sản xuất ra những cái vật phẩm của họ, rồi chi trả cho tất cả những cái chi phí nhân công, rồi ship ngược về bên Mỹ để mà bán. Tất cả những cái chi phí đó thậm chí là nó còn rẻ hơn là một công ty của Mỹ đặt trụ sở tại Mỹ và sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên có một cái luật chung, đó là những cái sản phẩm nào được sản xuất tại nước nào thì phải ghi là made in nước đó. Đó cũng là lý do vì sao mà một số những cái đôi giày Adidas hoặc là Nike các bạn thấy rõ ràng là chính hãng ha, nhưng mà đâu phải là của Việt Nam đâu, nhưng mà vẫn có cái dòng chữ made in Việt Nam. Đơn giản là vì những cái hãng đó họ đặt gia công sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên từ trước đến nay sở dĩ chúng ta có một cái gọi là một cái nhìn không tốt về cái dòng Made in China là bởi vì thực sự là có một cái tình trạng ở Trung Quốc, những cái công ty họ hay làm nhái làm giả những cái sản phẩm quá nhiều của những hàng nổi tiếng, dần dần riết rồi nó thành một cái tiếng xấu luôn. Nhưng mà ngày nay thì chỉ cần các bạn lên Google tìm hiểu một chút xíu về cái cụm Made in China này, nó thực sự là nghĩa là cái gì, và từng cái dòng đồ chơi cũng như là những cái mặt hàng chung chung mà các bạn đang tiêu thụ, nó là hàng nhái, hàng giả hay là hàng chính hãng được đặt gia công tại Trung Quốc, trước khi chúng ta có thể phán xét một cái điều gì đó ha. Giống như trong mấy cái video trước về giải những cái món puzzle của Hanayama, nó là chính hãng của Nhật đấy các bạn, công ty của Nhật đấy, nhưng mà họ đặt nhà máy gia công tại Trung Quốc với một cái sự kiểm tra chất lượng rất là khắt khe của công ty Hanayama, sau đó sẽ ship ngược lại về Nhật cho Hanayama và từ đó thì họ phân phối ra toàn quốc. Yep, thì đây nó cũng là một cái kiến thức cơ bản thôi, nhưng mà vì có khá nhiều bạn cũng chưa biết cho nên là mình cất công mà giải thích lại một lần nữa. Ok, tiếp theo thì cái dòng World Smallest này á, nó sẽ kết hợp với lại nhiều những cái hãng chính hãng khác nhau. Và Smooshy là một trong những cái dòng đó được hãng này kết hợp làm thành phiên bản siêu nhỏ. Rồi, mình nghĩ là chúng ta sẽ mở ra thôi. Đây là một trong những cái thể loại đóng gói mà mình ghét nhất nha các bạn. Kiểu bắt buộc là phải dùng kéo luôn ấy. Và chúng ta có một cái món của Smooshy. Ở bên trong sẽ là một emoji ha, nếu như mình không lầm. Đây, mở ra coi. Oh yeah. Oh, way, dễ thương quá. Ok, tất cả bên trong thì chúng ta sẽ có một cái móc khóa. Em này chính xác là một em squishy nha các bạn. Đấy. Thường thì những cái dòng squishy nó sẽ có mùi thơm, nhưng mà em này thì không có mùi các bạn. Và có một cái xích móc khóa ở đây. Rồi rõ ràng, em nói là phiên bản mini nha. Chắc có thể là một trong những em squishy nhỏ nhất mà các bạn đã từng thấy đấy.
Đấy, vậy thôi. Còn cái này là một cái charm, hình một cái bịch khoai tây chiên các bạn ơi, trong suốt. Ok, cũng là cái móc khóa luôn. Tiếp theo, chúng ta có một cái sticker. Một nhân vật có thật của cái dòng luôn đó nha, Frankie Frenchie. À, cái hộp khoai tây chiên này nó cũng là một nhân vật luôn. Frankie là em cuốn hamburger, rồi Frenchie có cái mặt đang khóc nè. So cute. Ra, ở đây chúng ta có một cái list. Ok, rất là nhiều món luôn và món nào cũng tí hon hết các bạn, phiên bản tí hon. Rubik's Cube phiên bản tí hon. Thiệt luôn, đây, hai ngón tay nhỏ như đây nè. Rồi những cái dòng đồ chơi các bạn nhìn rất là quen thuộc luôn. Cái này là vẽ nam châm nè. Tặng hai cái nút ở đây. Rồi đâu xem nào. Kendama có luôn á. Trò chơi kiểu hình cái búa và cái viên bi này nè, của Nhật nè. Phiên bản tí hon luôn nha các bạn. What? Rất là dễ thương. Mà đây á, toàn là những dòng đồ chơi đã có trong lịch sử nha các bạn. Ông nào 8X, 9X vào đây xác nhận giùm cái. Đây luôn, Hot Wheels phiên bản siêu nhỏ luôn. Trời ơi, dễ thương quá, sao mình không mua cái này vậy? Không, kiểu là tại vì không thấy á. Đâu để kiếm cái nào mà các bạn kiểu ở Việt Nam mà biết, chắc chắn là biết luôn coi. Ok, đây, búp bê Barbie, được không? Phiên bản siêu tí hon luôn, như đây nè. Nhưng mà hãng Superimpulse là họ có mua bản quyền và kết hợp với lại chính hãng đàng hoàng nha các bạn, chứ không phải là họ tự sản xuất. Wow, rồi những cái máy chơi game nữa các bạn. Mỗi cái máy này là một cái game khác nhau. Này là game Pac-Man nè. Chút nữa thì chúng ta sẽ có một cái máy chơi xếp gạch. Mở nốt cái pack này luôn. Coi cái list bên trong. Cái list này, ok, cái list này giống. Ở bên trong này chúng ta sẽ có nhân vật. Một em cừu. Một em cừu Candy. Tên là gì đây? Lolly Lamp và Candy Cotton Candy. Em cừu kẹo xoắn lollipop và bé kẹo bông gòn. Đấy. Rồi, thực ra thì với hai cái món smoothie này á, các bạn cũng chưa cảm nhận được là tại sao là nó là cái độ nhỏ đâu, bởi vì thực sự là cái dòng này, dòng smoothie nó là một cái dòng mới các bạn, như là 2018, 2017, 2018 gì đấy. Cho nên là có những người rất, người ta chưa có biết. Rồi cái kích cỡ như vậy thì wow, nó cũng hợp lý thôi, chứ không phải gì là tí hon. Nhưng cái món tiếp theo bảo đảm các bạn sẽ cảm nhận được cái độ nhỏ của nó. Xin giới thiệu với những ông anh chị bạn già của tôi, mô hình siêu nhân đỏ nhỏ nhất thế giới. Đây, ở đây chúng ta có một cái dòng là License by Hasbro. Để làm được cái ý tưởng này á, thì là hãng Superimpulse phải mua bản quyền từ Hasbro, công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất nhì thế giới của Mỹ. Cũng là bản quyền 2019 ha. Nó gọi là Micro Action Figure. Không phải là mini nữa các bạn, mà là micro luôn. Nó còn nhỏ hơn mini nữa. Đây, lấy ra nào. Hơi bị hay luôn nha. Hơi bị thú vị luôn. Cái list ở trong đây. Cái list này giống không? Wait, what? Hình như cái list này nó dài hơn. Ủa, phải không? Ở đây nè các bạn. Đây, cái này list cũ nè. Coi nè. Nó dài hơn nha. Dài hơn một khúc nè. Vậy là có nghĩa là được cập nhật ấy. Nó có cái món nào nãy mình chưa thấy. Đây, có vẻ như là mấy cái món Micro Arcade này á, nó đang được ưa chuộng cho nên sản xuất luôn máy Nintendo DS hay gì nữa các bạn. Rồi cập nhật thêm một cái dòng Rubik Tilt nè. Mình có nhớ coi quảng cáo của cái dòng đồ chơi này nhưng mà chưa có dịp được chơi. Đây, khảm răng cá sấu siêu mini. Cái ngón tay thôi bự bằng nguyên cái món đồ chơi rồi, nó sao mà chơi. Rồi bộ bài Uno nhỏ xíu luôn các bạn. Rồi, nếu mà nhìn như vậy thì các bạn thấy là một pack đồ chơi cũng bình thường hen. Cho tới khi mình zoom ra xíu, zoom ra hết cỡ. Nó thiệt sự là nó có chút éo luôn các bạn ơi. Có chút éo luôn à. Một phiên bản của một cái pack mô hình siêu nhân. Cái phần này á, thì thật là nó sẽ là bằng giấy, nhưng mà đây là nó bằng một cái miếng nhựa luôn. Rồi dán sticker lên. Cái phần plastic trong suốt này á, thì nó làm bằng nhựa cứng luôn nha các bạn. À, cái món này là để chừng rất là đẹp luôn. Ở đằng sau chúng ta có đầy đủ hình promo của 5 anh em siêu nhân. Và một cái cửa như vậy, mình có thể mở được. Xem nào, để lấy ra nhé. À, cái này có cái bao quá. À, trong cái này nó có một cái đế các bạn. Một cái phạt đế rất là nhỏ. Rồi, sao nữa? Chắc chắn là cái này cũng phải lấy ra được chứ. Ok. Rồi, siêu tí hon luôn. À, đặt vào cái đế nè. Ta-da! Cam zoom hết cỡ rồi các bạn. Sao nó vẫn nhỏ xíu à? Trong gần 5 năm làm cái nghề review đồ chơi này, tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà cái camera của tôi nó zoom không tới. Đây này, đấy, zoom này, zoom không tới luôn. Thôi thì bưng nó lại gần vậy. Ok các bạn ơi, rồi đó, cái này là mình
bưng nó lại gần nhất có thể nha các bạn. Siêu nhỏ nhưng mà cái độ chi tiết cũng wow, rất là ok nha. Các bạn thấy là cái lưng nè thể hiện được cái những cái nhóm cơ bắp ha. Rồi trời ơi, tay có khớp đàng hoàng với bộ, không có khớp chỏ thôi nhưng mà ui khớp hông luôn, khớp hông luôn thiệt luôn á. Có vẻ như là không có xoay được 360 độ nhưng mà khớp đầu luôn. Ok nha các bạn. Phiên bản nhỏ nhất có nghĩa là phải là một cái phiên bản giống với cái loại đồ chơi thật, đầy đủ các khớp, nhưng mà chỉ là kích thước nhỏ thôi, chứ còn mà ví dụ làm nhỏ nhưng mà làm thành một cái cục nhựa nhỏ xíu, cái đó không tính nha. Bạn nào mới tới kênh bấm skip ngay tới khúc này chắc tụi mình đang review cái móng tay. Đấy, rõ ràng luôn, cái đế này thì chúng ta có thể gỡ được nè ha. Ở dưới chân có một cái lỗ chút xíu để gắn vào cái nốt này. Rồi, và em này thì mình nghĩ là sẽ không có chân như vậy đâu, lấy ra được. Nhưng mà sẽ chân đẹp nhất khi mà em nó được bỏ lại vào trong cái hộp này. Ok, gắn lại vô đây. Alright, đóng lại nè. Ta-da, done. Zoom ra cho các bạn xem. Nhỏ xíu thiệt sự chứ bộ. Có logo Hasbro ở đây luôn. Tiếp theo sẽ là một món siêu tí hon nữa mà bạn nào thích chơi board game hoặc là thích xem phim ấy có thể sẽ vô tình đã được biết qua rồi. Một hộp board game Jumanji. Jumanji nhỏ nhất thế giới. Dạ, dạ, dạ. Ý, các cái hộp ra rồi mới để ý. Lần này thì nó đổi tên thành World's Coolest. Ủa, có vụ này nữa hả? Vậy là có một cái dòng thứ hai nữa ta. Ủa, nhưng mà logo nhìn đi chang mà. Đâu sao nào, để mình kiếm cái list bên trong. Xem nào, cái list thì... cái list nó vẫn như vậy mà ta. Bây giờ là mình không biết cái tên World's Smallest hay là Coolest có trước nữa. Sao hãng chơi đổi ý kỳ vậy? Ờ, cái list bên trong nó vẫn là World's Smallest. Hãng rảnh không? Rảnh không? À rồi. Đây các bạn. Có hai dòng ha. World's Smallest. Những món mô phỏng lại những món đồ chơi. Nhưng mà là siêu nhỏ thì nó nằm ở cái mặt này. Tuy nhiên, cái mặt bên này cũng là những món siêu nhỏ thôi. Nhưng mà nó thuộc cái series World's Coolest. Chịu những món đồ chơi ngầu nhất. Ok, nó cũng vậy. Rồi, và đây là một cái hộp board game Jumanji. Jumanji. Zoom vào một chút xíu nào. Mình đang mong đợi là ở bên trong nó sẽ có tất cả những cái phụ kiện của một cái board game, như là xí ngầu, rồi những cái token, nhân vật. Và nếu như muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi ở trên cái bộ này được luôn. Để xem nhé. Có đúng là như vậy không? 1, 2, 3. Ê, mở ra sau đây. À, đây rồi. Trần 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 trần. Wow. Ok, xem nào. Ui, cái này nó nam châm các bạn ạ. Wow, nó có nam châm. Ok, mở ra hai bên có cái lời giới thiệu của cái game này như là một cái bàn thiệt luôn. Jumanji. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Một thể loại board game mà các bạn muốn rời khỏi thế giới chúng ta đang sống hiện tại để lạc vào một cái thế giới huyền bí khác. Cái bộ này nó cũng đã được làm thành hình như là hai phiên bản phim khác nhau luôn nha các bạn. Năm 1900 hồi đó và một phiên bản 2000 mới đây. Dạ, yeah, không biết chính xác cho nên dạ. 900 hồi đó với lại 2000 mới đây. Phim mà có The Rock đóng đó các bạn. Rồi, thì ở đây chúng ta có bốn cái tượng nhân vật. Đây ha, đầu tiên chúng ta có cá sấu nè. Tê giác, voi và khỉ. Có vẻ như là bốn nhân vật sẽ lần lượt xuất phát ở bốn góc hay sao á. Mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái luật chơi. Rồi, hai viên xí ngầu chuẩn chỉnh luôn nha. Chỉ là size nhỏ xíu thôi. Và như hồi nãy mình đã cho các bạn xem thì những em nhân vật này nó có 500 ở dưới. Nó hít vào cái bảng 500 ở dưới đây luôn. Không mà khô thiệt. Ê, wait, what? Cái này nó có phát sáng không ta? Sao mình nghiêng xuống vậy mình thấy nó hơi phát sáng vậy ta? À không các bạn ơi. Không có phát sáng. Nó bị hắt cái sáng thôi. Nhá. Tuyệt vời. Một cái bộ board game bỏ túi. Nhưng mà thực ra mình nghĩ cũng hơi khó chơi bởi vì cái bảng này nó không có hiển thị được đủ tất cả những cái chi tiết của cái bàn board game. Hoặc là gượng ép lắm thì mình sẽ cố chấp mình đặt ra luật riêng. Rồi, và đóng lại thì nó sẽ trông như thế này. Cái phần chi tiết khóa này cũng rất là chắc chắn và xịn ha. Tiếp theo là một món mình nghĩ là các bạn đang mong đợi từ nãy đến giờ. Máy chơi game arcade, game xếp gạch Tetris hoạt động được nhỏ nhất trên thế giới. Đấy, logo World's Smallest nằm ở đây. Và với cái máy này thì chúng ta có một cái packaging khác. Đó là hình cái hộp như vậy. Tiny Arcade. Arcade là cái chữ chỉ mấy cái máy game thùng của các bạn hồi xưa đấy. Không biết các bạn sao chứ hồi đó là chưa có Internet, chưa có Facebook hay là YouTube hay là Google các thứ. Chỉ có những cái tiệm ở trong xóm
rất là huyền thoại, 500 một thẻ, chơi lâu hay nhanh là tại kỹ năng, kiểu vậy. Shout out tới những ông nào đang xem video này 8x hồi đó, comment bên dưới cho tôi biết nào, có phải là tuổi thơ đang ùa về không cơ chứ. Wow, cái món này nó nặng hơn mình tưởng. Có cái list, giống như từ nãy giờ chúng ta thấy, cái này có vẻ như là hướng dẫn sử dụng ha. Ok, chỗ lắp pin, các thứ. Nào xem nè, cái này là cái công tắc on off và quay. Ủa cái này có chơi được không? Cái này chế độ demo các bạn à. Ờ mình tưởng là chơi được. Cái này nó tự chơi rồi các bạn. Khoan nha, hình như mình có thể tắt cái chế độ demo được bằng cách là mình off ở đây, bật lên lại nè. Từ từ. Chơi được. Từ từ nè, vô nè. Oh my god, điều khiển được. Ok. Còn ở trong hộp á thì nó ở chế độ on, là nó ở chế độ demo nha các bạn. Mình bấm vô thì nó tự động nó play thôi. Nhưng mà sau khi mình off lần đầu tiên, rồi mình on lại nè. Bây giờ on lại cho bạn coi nè. Hiện lên màn hình nè. Trời ơi, cái màn hình này nó quen thuộc quá. Cái màn hình text này nó quen thuộc quá. Ok, khoan. Để setup cái góc cam. Vậy nha, xác xuống đây. Vâng thưa các bạn, một pha plot twist quá ngoạn mục. Từ video review đồ chơi thành video gaming. Let's go. Đầu tiên chúng ta có cái chế độ play ha. Bấm vô đây chắc chắn là play rồi. Xuống đây, bấm option. Bấm coi nó có gì. Trời ơi, chỉnh được sound volume luôn, ok. 50%, 100%. Chỉnh to hết cỡ đi. Music on off được nhạc nè. Nhạc cái này mình tắt nhạc nè. Đây là hiệu ứng âm thanh nè. Máy mới tanh luôn, chưa có high score gì hết. Vô các bạn ơi, game đầu. 3. Hồi hộp quá. Cảm giác như ngày ấy. Ok, khoan nha. Nút nè. Rồi, nút này nút chuyển. Rồi. À, hai nút này đều là nút chuyển hết. Xuống. Cái này là mình đang nhìn qua. Phải nhìn qua cái màn hình camera mới chơi được các bạn. Nó hơi bị nhỏ. Vô. Ôi. Sẵn rồi. Phá kỷ lục luôn. Trong game này luôn. Coi nó như nào nha. Ui. Hàng đầu tiên. Ok. Các bạn không biết đâu, hồi đó không làm gì mà game FIFA rồi MOBA các thứ, chỉ có xếp gạch, bắn xe tăng. Đấy. Trời ơi, một thời luôn ấy. Không tin được. Tất nhiên là bây giờ các bạn lên cái nền tảng mobile, hiện tại mấy cái App Store vẫn có thể download được cái game giống như vậy, Tetris. Nhưng mà các bạn chưa biết được cái cảm giác mà mình cầm cái control nó cũ, rồi đặc biệt là cái control của game thùng này nè. Nó vẫn sướng hơn rất là nhiều nha. Đấy, level up là nó sẽ nhanh hơn chút xíu. Ở đây có cái level nè các bạn. Tổng điểm ở đây, level ở đây. Ở đây là high score. Hình như là level nó cao nhất là nó lên đâu 25 hay sao đó. Rồi lúc đó là nhìn không kịp luôn á nha. Oh boy, oh boy. Wait. Chọn tên được luôn. And ok. Không có ghi full nữa được. Hai cái tay cũng được rồi. High score lại nè. Ngon lành liền các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Vâng thưa các bạn, và đây là máy chơi game xếp gạch game thùng nhỏ nhất thế giới. Làm thành cái móc khóa luôn. Và cuối cùng, bonus ở trong tập này cũng là những cái pack mà mình được cái ông seller ổng bán cái máy này nè, ổng khuyến mãi luôn các bạn. Hay thiệt. Nó không có cùng hãng ha. Cái dòng này nó là một cái dạng đồ chơi 500 gắn lên tủ lạnh đó các bạn. Fidget Simi.
Mà cái tiếng này nó không phải tiếng Anh nữa nha. Nó là tiếng Pháp hay tiếng gì ta? Như là gì? Amsterdam, Netherlands. Bạn nào ở châu Âu biết tiếng gì không? Comment ở bên dưới cho mình biết với. Đây nè. Prodotto in Cina. Ủa phải tiếng Ý không ta? Nghi lắm ạ. Anyway, bỏ luôn. Chúng ta có một cái bịch cookie. Ok. Logo Co-op. Sẽ giống Co-op Max của Việt Nam vậy. Bánh cookie cacao. Và cái này nó có thể nó hít vào sắt được các bạn. Đó. Cho nên nhà bạn nào có tủ lạnh để chân lên dễ rất là dễ thương ha. Rồi, phát này chúng ta có gì đây? Xé luôn cái list. Một chai dầu gội đầu. Một chai dầu gội đầu. Ta-da. Nó hít được lên nè. Cái 500 nó nằm ở đâu ngay đây nè. Dạ. Dầu gội đầu Nha Đam Lô Hội. Và cuối cùng có thiệt tình luôn á, có 3 pack à, cũng ráng bị trùng cho bằng được, nó tôi giận ghê luôn á. Vâng thưa các bạn, mình nghĩ đây là một tập và cũng khá là ngắn so với những tập khác mà mình hay post ở trên kênh Toy Station. Tuy nhiên mình hy vọng là các bạn đã thấy tập này thú vị với những món đồ chơi với concept là nhỏ nhất thế giới. Và để xếp hạng cái độ thích của mình ở trong cái tập này, chắc chắn cái máy chơi game Tetris này là phải đứng số 1 rồi nè. Tiếp theo sẽ là cái pack Power Rangers em siêu nhân đỏ, cho đến là bộ Jumanji. Jumanji. Còn các bạn thấy sao về cái ý tưởng của cái dòng này? Nếu như các bạn thích và phản hồi tích cực về cái tập này thì có lẽ là trong tương lai mình cũng sẽ ráng săn thêm nhiều món nhỏ nhất thế giới như vậy nữa. Những cái món cực kỳ quen thuộc ở đây ha. Uno rồi cá sấu nè. Hot Wheels tí hon, không thể tin được luôn. Có đường track chạy được luôn nha các bạn. Không thể tin được. Rồi còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Katay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Katay sẽ trở lại những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.